giá gia cầm hôm nay mùng 6 tháng 7, giá gà công nghiệp tiếp tục tăng cao, vịt thịt cũng giá, chia sẻ thông tin giá gia cầm hôm nay mùng 6 tháng 7 với chúng tôi, nhiều chủ trang trại chăn nuôi gà cho biết, giá gà công nghiệp hôm nay vẫn tiếp tục tăng, có nơi đạt 40.000 đồng mỗi kg. Trong khi đó, giá vịt thịt không có biến động mà vẫn neo ở mức cao, việc tiêu thụ hàng tại các trại khá thuận lợi. Giá vịt thịt hôm nay, các trại tiêu thụ thuận lợi. Theo nhiều chủ trang trại ở các tỉnh miền Bắc Giá vịt thịt hôm nay không có biến động mà vẫn neo ở mức cao, việc tiêu thụ hàng của bà con thuận lợi. Nguồn hàng vịt vẫn khan nên đầu ra của bà con vẫn rất thuận lợi và được giá cao. Với giá vịt khoảng trên 45.000 đồng mỗi kg, bà con có lãi khá nhiều. Ông Phạm Văn Phúc ở Khoái Châu, Hưng Yên tiết lộ, giá vịt bầu lai bán sô đàn tại trại ở Hà Nội, Hòa Bình, Hải Dương, giao động trên dưới 46.000 đồng mỗi kg, tùy loại. Giá vịt bơ nướng bán tại các vùng Hà Nam, Ninh Bình, Hà Tĩnh có chạy đạt 47.000 đồng mỗi kg. Tại các tỉnh phía Nam, giá vịt hôm nay tại Bến Tre, Đồng Nai có nơi bán được trên 55.000 đồng đến 58.000 đồng mỗi kg loại vịt trắng siêu nạc. Có chạy ở Long An, Đồng Tháp bán vịt bơ di mau loại trên 3 kg con được 57.000 đồng mỗi kg. Giá vịt trời bán buôn tùy loại từ 80.000 đồng đến 90.000 đồng mỗi con giá ngăn trắng loại đẹp trên 4kg con trống, gần 3kg con mái bán buôn trên dưới 60.000 đồng mỗi kg. Giá vịt xiêm có chạy ở Bình Thuận bán được 65.000 đồng mỗi kg. Giá ga công nghiệp hôm nay có nơi tăng lên 40.000 đồng mỗi kg. Sau nhiều ngày tăng trần, giá gà lông trắng hôm nay bán tại các trại gia công đạt sấp xỉ 40.000 đồng mỗi kg loại trên 3,4 kg mỗi con. Giá gà trắng loại 3 kg con tại trại gia công ở Thái Nguyên, Bắc Giang, bán được khoảng 36.000 đồng mỗi kg. Các trại tư bán loại gà đẹp trên 3,3 kg mỗi con đạt khoảng 38.000 đồng mỗi kg. Theo nhiều thương lái, giá gà công nghiệp tăng liên tục là do nhu cầu tiêu dùng tại các bếp ăn tập thể, các quán ăn, tăng đột biến, một phần cũng do nguồn cung giảm nhẹ. Giá gà ri lạc thủy bán buôn tại các trại ở Hòa Bình, Phú thọ cao nhất đạt 110.000 đồng mỗi kg loại trên 5 tháng tuổi. Giá gà mía thuần loại trên dưới 4 tháng có chạy ở Bắc Giang, Hà Nội bán được trên 90.000 đồng đến trên dưới 100.000 đồng mỗi kg. Giá gà ta nuôi thả vườn trên 5 tháng bằng thức ăn tự nhiên bán cho các cửa hàng thực phẩm sạch ở các tỉnh, thành có nơi đạt 170.000 đồng mỗi kg. Cách nhận biết thịt gà, thịt vịt bị bơm nước Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Văn Hợi, một thương lái phân phối hàng gà vịt móc ở các vùng miền Bắc cho hay, hiện giá gà, vịt sống đang ở mức khá cao, hàng khan nên có thể tại các lò, các chợ mặt hàng này bị bơm nước để tăng trọng, đẹp mã. Theo ông Hợi, để phân biệt gà, vịt bị bơm nước khá dễ. Theo kinh nghiệm nhiều năm của tôi thì khi đi mua mọi người cần lật cánh gà, vịt kiểm tra kỹ dưới nách, nếu bị tiêm bơm nước sẽ có một chấm đỏ nhỏ, xung quanh vết nước phồng lên có màu đen, để một thời gian, màu đen sẽ phát tán rộng ra, ông Hợi thông tin. Phân biệt thịt gà và thịt vịt đã bơm nước với thịt nguyên bằng cách khi ta vỗ vào sẽ có tiếng kêu bình bịch thì đó là thịt đã được bơm nước. Dưới da thịt gà hoặc thịt vịt bơm nước nếu lấy tay ấn vào, sẽ có cảm giác trơn hơn so với bình thường. Nếu muốn phân biệt thịt gà và thịt vịt đã bơm nước hay không cách đơn giản nhất khách mua chỉ cần lấy tay ấn vào vùng ước, bụng gà, vịt, nếu hàng có bơm nước, màng da sẽ bị rách, nước chảy ra ngay, ông hỏi tiết lộ. Để mua được những con gà khỏe mạnh, không có bệnh, ông hợi lưu ý các thượng đế không mua những con gà có màu tái hoặc tím bầm, ủ rũ, mỏ chảy nước rãi, mắt lờ đờ, cánh xệ, dáng vẻ mệt mỏi, đầu lúc nào cũng chúi xuống dưới. Ông hợi cho biết thêm, khi mua chúng ta không nên chọn những con gà da nhăn nheo, thân gầy gò, ức trơ xương, lông sơ xác, đặc biệt những con gà chân lạnh, khô, hậu môn trắng bạch hoặc đỏ. Chảy nước hoặc hay có phân dính xung quanh nên tránh vì đó là những dấu hiệu của gà bị bệnh đối với việc chọn mua vịt ông hợi cho rằng mọi người nên hạn chế chọn vịt non vì thịt sẽ nhão không săn chắc và rất tốn thời gian để nhổ lông tơ lông măng khi mua bà con cần quan sát những con vịt non sẽ thấy có mỏ to và mềm còn vịt già bạn quan sát kỹ sẽ thấy nó có mỏ nhỏ và cứng